Bây giờ là cái công đoạn mà chúng ta lấy một cái con linh kiện ra rồi xi chì cho nó rồi bỏ vô lại ha. Vì sao phải xi chì á? Vì cái chì rin của nó đến 380 400 mấy nhiệt độ á, thì mới lấy nó ra được, nên bắt buộc mình phải xi chì cho nó để mình chỉ cần đóng vô với cái nhiệt độ tầm có 220 là được, để nó tránh cái phát xuất xua rủi về sau. Từ nếu mà mình nóng tay á, mình chỉ gì nó sẽ cái nhiệt nó sẽ bay vô cái tay mình nó nóng á, thì mình có thể mình xoay cái hướng này, hiểu không? Nó sẽ không nóng tay, nó làm cho mình bị mất tập trung. Tụ hoặc là bất cứ một con linh kiện đi chở hay tụ nào mình có quyền, khi nó nóng á mình lắc nó ra để làm gì biết không? Để giảm bớt cái thời gian, giảm bớt cái thời gian mà mình dùng nhiệt lớn này nè, mình tác động vào á, có thể con IC này nè nó sẽ bị xịt chì ra, nó gây ra cái hiện tượng là đẻ ban bệnh ra đó, nó làm chỗ này lầy chỗ kia á, thì mình có quyền mình lắc. Khi chì nó bắt đầu nó nhão rồi hoặc nó bắt đầu á thì mình lắc nó nhẹ nhàng lắm, không được dùng lực nha, dùng lực mình bẻ có thể nó bứt chân, nó gãy chân là nó lại rách việc á. Thì khi mình quá trình mình tháo một con linh kiện ra thì mình lấy một ít nhựa thông á, rồi mình bôi vào một cái chỗ nào đó an toàn. Đó. Cái này em cũng quay luôn nha. Đó thì cái con linh kiện này ví dụ tụ này nè, mình đang cần nó để mình bỏ vô lại mà, thì mình để chỗ nào có nhựa thông á để nó khỏi văng tụ mất, tại cái gió này nó thổi văng nè. Đấy. Rồi cái men nó đang nóng á thì nó nguội thì mình làm nóng nó lại chút xíu, rồi bắt đầu mình mới tiến hành cái công việc xi chì cho nó. Mình cũng bỏ vào cho nó một xíu nhựa thông nha, làm bất cứ gì cũng phải có một xíu nhựa thông, một chút thôi, đừng có quá lèm bèm nó nhiều quá, nó chảy tùm lum, bởi vì mình đang cố gắng bảo vệ tất cả những cái chân, những con linh kiện này nè bằng cái chì nhiệt lớn của nó, cái chì chì rin của nó, không có phá cái cấu kết chì rin của nó. Còn cái này mình lại cần đóng vào ở cái nhiệt độ thấp, nên mình nên lấy một cái lượng chì vừa đủ để mình xi vào. Nếu mà cái đầu tâm này nó quá to thì mình dùng cái đầu nhíp, mình bỏ vào một ít vừa đủ thôi. Mình làm cái này nó liên quan tới vấn đề thủ thuật, kinh nghiệm mà khéo léo đấy, đúng chưa? Nếu mà làm được cái này là gọi là tuyệt vời á, là làm rất là gọn. Con này em lướt gắn vô, gắn vô, gắn 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 điện vô. Rồi nếu là mình xi á, có hai cách, là một là bằng cái máy hàn, bằng cái mũi hàn nhỏ mình chấm vào đây đó là ok. Hai nữa là mình khò cũng được đó, nhưng mà cái vấn đề khò thì nó có thể nó làm dạt cái lượng chì này nè, nó làm dạt cái lượng chì này chảy đi lung tung, cái nó chặt tùm lum, để mình để xa cái máy khò ra để cho nó nóng từ từ như thế này nè, thấy không? Nó nóng từ từ nó chảy ra, chứ mình để gần là nó thổi cái chì này, có thể lọt xuống dưới bụng con IC này, nó gây ảnh hưởng không tốt á, nó chập chạm á. Rồi đó, khi mà nhiệt ở bên này nó đủ để mà mình hàn á, mấy hàng loại tiếp này thì cứ để 300 mấy 400 gì cũng được, không sao á. Đó, thì mình sẽ chấm cái men nó đang nóng nha, mình chấm một cái thôi là nó chảy chì gọn lẹ lại. Những cái chân mà mình xi á, nó lâu ăn á, là cái chân đó là chân mát á, hiểu không? Chân mát nó sẽ hơi lâu hơn xíu, còn chân bên này là cái chân không phải là chân mát thì chấm cái nó ăn liền. Đó. Những cái chì mà nhỏ nhỏ, hạt nhỏ 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 thì mình đó. Mình xi cho nó một cái lượng chì vừa đủ thôi nha. Cái chân này không được to quá mà cũng không nhỏ quá nha. Như thế này là ổn nè. Đó, như thế này là đẹp nè. Rồi lúc đó mình mới gấp con tụ mình bỏ vào. Thì lúc này á, nhiệt của cái máy khò mình không cần phải dùng đến 300 mấy nữa, mà mình chỉ còn dùng 250 hoặc 220 thôi. Thì đây là một cái ưu điểm để mình bảo. Đó, thì cái ưu điểm của cái việc mà mình xi chì nhiệt nhỏ vô á, là mình chỉ dùng 200, 220, 250 gì thôi để mình đóng con tụ này vào, để nó không có đẻ bệnh. Đóng vào thì dễ thôi chứ không có gì, chỉ dùng nhiệt 220 250 gì đó vào vào
cho nó men, cái men nó nóng lên rồi mình đặt con tụ vào thôi. Nhưng mà công đoạn suy trì là công đoạn bắt buộc phải làm rồi, không thể nào mà thiếu được. Nhớ là chì nhiệt nhỏ nha, mình dùng là chì nhiệt nhỏ nha. Để chúng ta đang dạy á. Rồi có hai cách đóng vào. Hồi nãy cái này nó mình chưa vệ sinh sạch đó, nên cái chì nó tan ra, thấy không? Có hai cách đóng vào mà. Nếu mà tay ai mà không rung á thì mình gấp con linh kiện mình bỏ thẳng vào mình kho luôn. Nè, mình kẹp gì nè, mình kho thẳng vào luôn, nó sẽ dính. Đó là tay của những người không rung nha. À, còn những người rung thì sao? Mình lấy ra, à, những người rung này thì mình dùng cái đầu nhíp hoặc cái tăm xí răng á, mình lừa nó vào cái vị trí tương đối cái đã. Vẫn phải có nhiều thông nha. Đó, nó vào cái vị trí tương đối là như thế này nè. Rồi lúc này á, mấy khò gió nó hơi mạnh nên mình có thể mình giảm gió bớt. Đấy, giảm gió để cho nó khỏi thổi băng cái con linh kiện đi. Đó, thì lúc này á, gió mà nó giảm lại thì mình tăng nhiệt lên 250 cũng được, 250 là an toàn, không có xịt chì đâu. Rồi mình đưa từ từ vào. Đưa cái máy khò từ từ vào. Để cái men nó nóng dần lên, biết không? Và cái gió của nó không có thổi bay con linh kiện. Đó. Rồi mình đưa từ từ tới là khi chì nó tan ra nè, là hai cái đầu tụ nó tự hít với hai chân đó. Rồi bây giờ mình sẽ đụng nhẹ cái tụ mà nó tới rồi nó trả về là tốt, nó chưa nóng chảy đều. À, bây giờ nó mới nóng chảy nè, tại mình dùng chì dùng nhiệt độ thấp mà gió nhỏ nữa, có thể tăng gió lên xíu để cho nó tống cái lượng nhiệt này. Thấy con tụ nó trở mình không? Có nghĩa là nó lắc qua lắc lại, là lúc đó là hai cái chân nó ăn với nhau á. Đó, nó tự chỉnh nó về một cái vị trí chuẩn nhất. Rồi lúc đó mình chỉ đụng nhẹ nó một cái thôi, hoặc không đụng cũng được, không sao. Thấy chưa? Nó ăn hai chân lại rồi đó. Đấy, thì cái cách đóng này là cách mà dành cho những người rung tay. Đó, mình tập thời gian đầu nó sẽ rung nha. Rồi sau nó hết rung rồi á, thì mình chỉ còn làm ví dụ như 5-6 con tụ này mình làm trong vòng có 2 phút là xong rồi. Gấp bỏ vô. À, đôi lúc mình đục một con IC ra nó sẽ văng những con tụ này đi hết. Thì lúc đó mình cứ bình tĩnh, mình lấy những con tụ ở bên một cái men sát mình đưa vào. Mà cũng làm cách này luôn. Lấy hết ra rồi đúng không? Bong hết chân rồi, suy trì hết. Xong mình đặt hết hàng loạt những con tụ này vào. Xong mình cũng khò từ từ tự động mấy con tụ này nó ăn chân nhau. Quan trọng nhất là cái lượng đó. Quan trọng nhất vẫn là cái lượng chì vừa đủ cho cái chân này, đừng có dư. Đó, đừng có quá to. Nó vừa đủ là tự nó hít cái con tụ về đúng cái vị trí của nó. Đó, bây giờ em làm đi. Nếu em dùng được cái kính đó để em làm á thì em muốn dùng nó luôn cũng được, không sao. Nhưng mà tốt nhất vẫn dùng cái kính kia để khi mình học xong á mình lại bắt đầu mình tập cái kính này nó khó hơn. Cái kính này để mình làm để mình đừng có xỉ vô đây nó nhựa nó cháy. Nhìn lên nhìn xuống sẽ khó. Nãy giờ nắm bắt được không? Nắm bắt được thì chỉ còn xem cái video này lại là mình ấy nè. Đấy, đầu tiên là phải chỉnh nhiệt nó lên khoảng 380. Rồi mình dùng cái nhíp mình lắc cho con tụ nó lỏng chân ra. Lúc là nó đang nóng thì mình lắc nha. Chứ còn nó chưa nóng chảy thì lắc nó không ra đâu.